Kênh tin thời tiết xin kính chào quý vị và các bạn. Tin thời tiết mới nhất, rét đậm rét hại đến sớm, mưa bão dồn dập cuối năm và thời tiết 10 ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa đông năm nay có thể đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình của mùa đông năm nay 2021 đến 2022 cũng có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm ngoái 2020 đến 2021, một mùa đông được đánh giá tương đối ấm. Dự báo, không khí lạnh có thể hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2021. Tháng 11, tháng 12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động sớm, gia tăng tần suất và cường độ, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Các đợt rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021 đến 2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ giữa tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của mùa đông đến sớm là do nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng giảm nhưng vẫn duy trì ở trạng thái trung tính và nghiêng về pha lạnh cho tới những tháng đầu năm 2022. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ giữa tháng 9 đến hết năm 2021, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 6 đến 8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có khoảng 3 đến 4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mùa bão năm nay được dự báo sẽ kết thúc muộn, nhiều khả năng trong tháng 1 năm 2022 vẫn còn xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ. Do ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ cần đề phòng các đợt mưa lớn dồn dập xảy ra trong tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng khó có khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn gây ra nhiều sạt lở đất, lũ lụt kéo dài nhiều ngày ở các tỉnh miền Trung như từng diễn ra trong năm 2020. Nhận định xu thế thời tiết từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021 các khu vực trên phạm vi cả nước. Dự báo, trong 10 ngày tới MGO hoạt động trên khu vực Ấn Độ Dương, sang những ngày đầu tháng 10 năm 2021 MGO có khả năng di chuyển dần về phía đông và góp phần tăng mưa cho các khu vực phía nam Việt Nam. Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện 2 đến 3 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Trung Bộ có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc. Trên giải hội tụ này đang tồn tại một vùng áp thấp ở khu vực biển giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về phía Tây. Cùng với đó do sự kết hợp của nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, do vậy tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 mưa dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có mưa vừa, mưa to, từ khoảng ngày 27 tháng 9 gió mùa Tây Nam có khả năng sẽ hoạt động yếu dần. Trong cả thời kỳ, nhiệt độ tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa tại hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn từ 10 đến 20%, riêng khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc thấp hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên phạm vi cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, từ đêm 21 đến ngày 24 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 24 đến ngày 26 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác. Nam Sơn La và Hòa Bình cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 21 đến ngày 22 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng đồng bằng ven biển đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều tối 22 đến ngày 24 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 9, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm 21 đến ngày 24 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng ngày 24 tháng 9 phía Nam có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 24 đến ngày 25 tháng 9, có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 26 tháng 9, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 21 đến ngày 22 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9, có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 25 tháng 9, sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ, từ đêm 20 đến ngày 22 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Hà Nội, từ đêm 21 đến ngày 22 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 22 đến ngày 24 tháng 9, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.